Ô động lớn hai con. Ô con động lớn con dập. Con động lớn con dập lớn. Ô đã ghê. Ô đã. Giờ pha đánh cá giờ vô đây cô chú anh chị. Ghi đây lấy đâu bài khâu rồi đó vô à, giờ này là 8 giờ kém rồi, 7 giờ rưỡi 8 kém rồi. Đây chạy hướng đây chạy về Long Phước. Ô cá gì mà chạy á. Ô mú mú hai mú. Ô lộn được con mú nè. Ô mú lớn mú lớn. Ô quá đã luôn cả nhà. À giờ mấy anh em ăn về ăn cơm rồi chiến đấu tiếp tục bữa thứ hai của chú anh chị. Câu một vài bữa nữa là nó có một đợt gió nam săn nữa. Tháng mùa nam là câu nó bắt bên của chú anh chị, gặp được bữa nào mừng bữa nấy. Thiệt sự mà nói ông tông mấy tháng mùa nam mấy anh em đi biển á, đi nghề pha sốt pha nghề lưng rút nó tới cơm á, đi kiếm gạo nuôi vợ nuôi con. Đến mùa nam này đi nó hẹp đường đất đi á, đi có một chỗ hai chỗ à, có không có rồi thôi nó khó khăn hơn cả nhà. Câu ngon lành hay không cũng phải là phải nửa tháng 8 là câu nó mới ngon. Dạ đã tới điểm câu rồi cả nhà. Ở đây cho anh em câu. Dạ ngày mới Ngọc xin mến chào cả nhà, xin mến chào cô chú anh chị em. Dạ ngày mới Ngọc kính chúc cô chú anh chị em thật nhiều niềm vui và sức khỏe, may mắn, bình an. Ồt cũng vừa mới neo dầm neo đầu tiên rồi cả nhà. Giờ ồt về sau sửa soạn câu. Thì mấy anh em câu cũng gần lăn cặn đây. Thì nước bữa nay sơ sơ ra vào đây một chút mà nước nó cũng chảy ghê không? Chảy hơn qua. Mà không biết nước ở dưới đất nó như thế nào đây. Nếu mà nước đất nó im rồi đỡ chứ nước đất mà nó chảy như nước tinh mặt là khó khăn luôn ha. Dạ giờ sau một sửa soạn câu á. Mặt tàu cũng vừa lên á cả nhà. Giờ mấy anh em neo câu hết rồi. Tàu bữa nay cũng nháo. Bữa nay là tưa đây ông cũng có gió. Thì một hai bữa nữa nó cũng rất là khó câu luôn. Gió canh sáng thì ông im như giống gì. Mà văng 8-9 giờ đổ lên là ông thở ghê. Nên cá mà dày thì ráng đi, còn cá mà thưa thớt chắc cũng cho mấy ổng nghỉ nữa quá cả nhà. Cho mấy ổng nghỉ thì nếu mà canh sáng im thì họ cũng đi một mình lại. Chơi gió đây mấy anh em công nở đâu, tháng Nam là nước nó chảy ghê không cô chú anh chị à. Cho nên là mùa Nam là ọc tông cho mấy ổng đi biển đợt rồi chứ. Rồi mới cái tháng này mấy ổng đi câu lại do đợt trước mấy ổng thấy câu có gạo á, cái đổng nó dợp đồ á. Thì cái đồng cái dợp nó có một lợm đó, năm nào cũng vậy, tháng 6 là ăn gần hết tháng 6 là ăn lợm đó. Rồi nó hết thờ, bắt đầu bước tới sang tháng 7. Đầu tháng 7 là câu tới gần hết tháng 7 là nó khắc nghiệt ghê không cô chú anh chị à. Cho nên là năm nào cũng vậy, năm nào là cũng bỏ mấy ông lơ bơ lắc bắc mấy ông đi biển đi đồ. Thì năm nay không biết làm sao đây, tự nhiên mấy tháng này mấy ông nghỉ biển. Nghỉ hết mấy ông chứ không phải nghỉ hết dần thúng đi là 9 thúng lận. Nên nghỉ ít 3 ông. Còn 2 ông đi vay lồ. Nghỉ hết 2 ông mà chứ, 2 ông đi biển chính nghỉ à. 2 ông vay lồ là 4. Còn Văn với lại chú 8 là không có đi biển nữa, về hưu rồi. Cho nên tháng mùa Nam mấy ông câu bờ tông bờ vậy mà chú 8 kiếm ăn được á.
Còn ông nói có bữa 8-9 tâm á, gặp được mấy bữa của chú anh chị câu xét với cành áo quén á. Đó thì hai bữa đó ụt câu, bữa 2 tâm mấy á, là mấy bữa đó chú Tám câu 8-9 tâm á, mà ụt không bao giờ câu được chỗ đó. Ông nói thật tế luôn, cho dù ở làng cành áo viên một làng luôn cũng đều công nhận á, chứ không phải là ụt tên này ụt nói láo đâu. Chiếc ghi chở mấy ổng đi câu con ký mấy à, mà mấy ổng câu 90 ký, 8-9 ký, tại vì là câu tông lọng á, con cá căng nó rất là khôn luôn cả nhà. Câu tông lọng nước nó cạn á, chỉ cần ghi mình nó khu cái gì nước nó khu qua khu lại là có tiếng động là nó không dám tới ăn đâu, nó ăn mấy ông thúng nó im á. Đó thực tế là như vậy luôn, cho nên là nghe mấy ổng câu có một quãng đi lỗ đó, nó khắc nghiệt vậy á. Cho nên là tháng mùa nam lột thường đi là đi lên tên chùm hòn, chùm cao, tên thấu mặt tàu mọc tên đó của chú anh chị à. Một câu không à, may gặp hòn nữa thì có mấy hòn điểm, thì điểm mà không có thì ụt giờ linh tinh. Thì may mắn á, thì ụt câu gặp đúng hòn hay câu cá mú hay cá đỏng đồ. Còn có thơ thì lỗ à, nói chung là vậy á, có kiếm gạo có lỗ à. Đó, tháng này do nước nó độc nước quá, nó đục. Sứ á, nên câu khó khăn lắm. Dạ thì ba điều bốn chuyện tâm sự với cả nhà một chút xong giờ sửa sàng ụt câu. Cá đồng đá cứng ngắc hết hả? Hai con mồi đầu tiên của ngày mới. Dạ cầu mong sao bữa nay được may mắn kiếm gạo. Đó, một chú. Chú đây, cái dợp cả nhà. Đó. Ủa sứa nữa ha. Sứa ghê không? Ủa dụp lớn. Dụp lớn. Một chú đầu tiên dụp lớn. Đó. Cái gì đây? Cái đổng hả? Dợp hả? Đổng đây. Ồ dợp lớn. Cái dấu dợp lớn á. Cái dấu dợp lớn là dễ câu. Hai chú. Đóng là dợp, wow, dợp. Lớn chứ.
nhiêu đây chắc cỡ một ký mấy á cô chú anh chị. Giờ ột đổ vô một cái. Con này chắc con cá đổng lớn á cả nhà. Ột kéo thấy cũng nặng tay à. Ổng lớn à. Động lớn hay gì đây? Đó, ù động lớn hai con luôn. Hai con gì đây? Ù con động con tò hó. Ù con động lớn con tò hó coi chú anh chị. Tò hó nè. Gỡ con động cái cho nó chắc cú á. Ù động lớn nuốt lử luôn. Nuốt lử. Rồi bứt luôn. Nó ăn thiết nó mòn á. Nó ăn con kia con nọ thiết nó mòn á coi chú anh chị. Nó mòn là mình giật ra nó bứt luôn. Động lớn nè. Ủa hai con. Ủa con động á. Hàng dập luôn. Ủa hàng dập lớn. Hàng dập lớn nè cả nhà. Ủa xí. Hàng dập lớn luôn. Con đây nằm đây nha. Gỡ con đây. Tiếp tục gỡ con đây. Lụm thầm quá. Làm kiểu gì lụm thầm quá cô chú anh chị ơi. Quá tay lụm thầm à. Cá đổng lớn à. Đổng lớn à bánh cấp đây. Hai con. Ồ hai con lớn á. Ồ hàng đổng luôn. Ồ không phải. Ồ. Con đổng. Con đổng lớn con bánh cấp bự. Nghi có bánh cấp rồi. Đây bánh cấp đây, đây là bánh cấp của chú anh chị à. Bánh cấp đây nó mạnh lắm, đột quất nó tước à. Để bỏ xuống là nó quậy là tanh bành luôn á. Mạnh gớm. Con cái đổng rớt rồi hự thôi xách nó lên luôn á. Chắc cứu á. Động lớn à. Ôi trời, nó quậy cước. Ô cá gì mà chạy á. Ô mú hay mú. Ô lộn được con mú nè. Ô mú lớn. Ô quá đã luôn cả nhà. Mú. Có giống mú á. Mỏi cái chân gì mà dợp. Dập lớn nữa. Ô trời chà đã. Đây cũng cờ gần 3 kg nữa cô chú anh chị à. Sớm mai thấy sổn cá rồi á. Ô đổng lớn. Ô đổng lớn.
động động động, động lớn động lớn. Đã. Giờ pha đánh cá giờ vô đây cô chú anh chị. Ghi đây lấy đâu bài khâu rồi đó vô à, giờ này là 8 giờ kém rồi, 7 giờ rưỡi 8 giờ kém rồi. Đây là chạy hướng đây thì chạy về Long Phước. Đóng ha, dợp dợp ha, đóng đây. Đó, đó thấy cá mà. Ô dợp lớn dợp cồ. Ô dợp lớn dợp lớn. Dầm đây dầm thứ hai hồ câu được nhiêu đây nữa cả nhà, chắc cỡ 2 kg á. Đằng kia thúng chú 8 câu nè, nãy giờ ổng đậu dầm hồi sáng giờ luôn á cô chú anh chị. Đó, thúng ổng nè. Đèn đồ cũng đậu hồi sáng giờ luôn à. Chắc kiếm gạo hết á cả nhà. Cá đổng à, ó, ô, gì vậy? Hai con. Con cá bánh cấp, con cá dợp. Ô, bánh cấp mỏ đỏ. Mỏ đỏ nghe chưa? Mới summer ở đâu về sao á? Nó mạnh không cô chú anh chị, một tay à, phải bắt cho hết, bấm hết ga chứ không là nó búng ra lủng tay á. Cặp ghe pha vô, có chiếc ghe nó bị banh máy, ghe đằng sau bị banh máy, ghe tước dắt vô cô chú anh chị. Hàng chi mấy chiếc ghe kia nó vô hồi 8 giờ kém à, còn hai chiếc đây vô tới 9 giờ kém mới tới đây, bị banh máy á, nó dắt vô nè. Ở thấy cái bánh xe đằng sau lái không, cho nó đỡ giật á. Đó. Động lớn hai con. Ô con động lớn con dập. Ô đã ghê. Ô đã. Tiếp tục. Ăn rai rai nha cô chú. Đó. Đây. Ô hai con. Ô hang động luôn. Ô hang động đã.
Nước lử luôn. Nước lử mà con dê gỡ chứ. Cá là cá lẹt à. Thấy hết rồi. Ủa, hai con. Hàng dọc. Hàng dọc con mó. Hàng dọc. Cá là thấy hết cả nha. Ừ, hàng dọc lớn. Nước lử luôn. Lần này chắc con cá đỏ á. Ồ, cá gì đây? Ồ, cá bánh cấp. Ồ, bánh cấp màu đỏ. Sớm giờ mà thấy mặt lại con cá mú á cả nhà. Mú. Cá là cá liệt thấy hết rồi. Con này chắc chắn là cá mú luôn á. Mú trọng quá nha. Đó, thấy rồi, nhá rồi. Có gì đây? Hai con. Con gì đây? Ô. Ồ, con cá mú. Con mú con vợt. Đã ghê luôn. Tiếp tục con cá về đây cũng tận đến rồi cả nhà. Không biết con cá mú hay con cá đẳng ở đây hay là bánh cấp à. Ồ. Hai con. Ồ. Hàng dập lớn. Ồ, đã ghê. Cái loài bong bóng á. Có con cái loài bong bóng á. Hai chú. Ừ, con này nó móc theo mèo à. Dạ giờ đã hết giờ câu rồi cả nhà. Giờ ột sửa sạn rồi mấy anh em thả về rồi kéo thúng chạy. Câu khơ khơ ột vớt sớm một chút. Giờ này là 11:48, 12 giờ kém rồi. Dạ thì số lượng cá bữa nay câu kiếm ăn được, kiếm gạo được á cô chú anh chị. Nên giờ có cái dợp, cái đỏng. Có cái dợp, cái đỏng, cái mú, lộn ít con cái mú à. Không bằng qua, đỏng lớn này. Mú. Có cá bánh cấp. Cá này gọi là cá bánh cấp của chú anh chị. Động lớn. Đủ loại à. Dập ta lớn à. Lớn giống hôm qua vậy mà điều nó thưa.
Rồi xong, hết ngày câu kiếm gạo được. Kiếm gạo không chú Tám? Nay kiếm gạo được á. Dạ? Nay kiếm gạo được ha. Ông nói là anh em đồng thúng cũng kiếm gạo rồi, tại mấy ông bệnh cứng chỗ à, là phỉ à. Chứ mấy ông giờ tá lá xùm xèn là thơ mờ tông ngừ à. Kiếm gạo không? Có. Hả? Có gạo. Có gạo à. Có mú à? Có câu mò bạc. Dợp đỏng. Dợp đỏng à. Dợp lớn à. Dợp lớn, đỏng lớn. À. Kiếm gạo hết cô chú anh chị à. Giờ anh em sớm kéo neo rồi chạy của chú anh chị. Bữa nay là kiếm gạo bộn hết luôn. Cơm nước no nê hết rồi, anh em nghỉ lưng được vài tiếng cô chú anh chị. Giờ bữa nay đi hơi thơ lắm, chắc nghỉ lưng khoảng hơn 2 tiếng, cả 2 tiếng mấy. Dạ giờ kia đã tới bến rồi à, cô chú anh chị. 2:20. Giờ mấy ông tập tung bỏ thúng. Rồi bữa nay vô căng cho rỡ, bữa nay rỡ mừng á. ngày hôm qua rỡ lên căng á. Không có gì hết, bữa nay rỡ điện hỏi kỹ, hỏi bữa nay có gì không biết ngõ lên chứ không là phổi lên. Cái vốn ngày hôm qua là phổi lên căng luôn cô chú anh chị. Rồi nói là bữa nay có gạo hết. Rồi bé mới điện chị rỡ ở dưới xóm 7 lên cô chú anh chị. Chơi nữa chơi ít ôi quá lên sao đủ tiền xăng người ta. Nghề đó là nghề bóng, ở làng gọi là bóng thuồng luồng của chú anh chị. Nghề đó quýnh cũng kiếm ăn cũng được không. Bữa nào gặp cá nó chạy có bữa 7-8 triệu.
Dạ, bình thường bữa cũng 3-4 tâm, dài 3 tâm. Tôm đồ có tôm đất, tôm bạc hay là ghẹ cua đồ á. Mà cái nghề đó nó chôn vốn của chú anh chị à. Nó cái gọng nó mảnh bằng sắt á. Vì cỡ 5-3 tháng là nó xét hết, phải mua cái mới lại. Dạ giờ cũng gỡ cá vô luôn của chú anh chị. Giờ anh em mình xuống dưới vô nè cả nhà. Giang bên này nó cũng gỡ xuống té bên đây. Cái gì? Cái dợp, cái đẫm, cái mú. Theo cái bác. Quay về kêu bé chứ. Ờ thu kêu phải cái gì vậy? Lên đây, khiêng lên rồi tính. Anh em mình cũng căng, người ta xem biết căng. Đi đá nào? Đi đá. Cục nữa, lấy cục nữa. Mà lấy luôn hỏi gì tí? Đây là cát của anh Tiến. Nhỏ rồi, để ra cái nhỏ rồi, cái nhỏ rồi, cái nhỏ rồi.
Giờ tí xin bye bye cho chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị lại video sau nha.